Giấy bút hồng nè, vẽ hình vi. Cách theo hình đó nha. Làm thành hai nửa. Thêm họa tiếp. Chiếc vây này giúp bạn bơi nhanh hơn khi ở dưới nước. Mình đi bơi nha. Được đó. Xin chào, mình cần mua chân vịt để bơi. Mẫu này mới nhất đây ạ. Được lắm, cho mình hai cặp nha. Ước, chỉ còn lại vây bơi này mà thôi. Vẫn được mà. Chắc cô ấy sẽ thích lắm. Xem anh có gì cho em nè, Angela. Nhưng mà đeo cái này làm sao em xuống nước được đây? Đừng lo, để anh ẵm em xuống. Rồi, lặn thôi. Yay, anh đợi em trên bờ nha. Lalilu ơi, mình cần thay đổi ngoại hình. Vẽ phác thảo hình đuôi cá. Cắt ra nha. Mây hai nửa lại với nhau. Thank you. Vẽ thêm vảy. Cắt vây bằng giấy kim tuyến. Lấp lánh hơn nữa nha. Mặc áo có đính cườm. Thêm trái tim nữa. Wow, trở thành tiên cá thật đặc biệt. Hi. Angela bơi xuống thế giới dưới nước. Wow, kho báu. Mình thấy ngọc trai nữa. Em ấy đâu rồi? Phải đi tìm mới được. Cái giá khi chạm vào ngọc trai thần kỳ. Đó là Angela biến thành tiên cá. Wow, mình là tiên cá hả? Chắc bằng cách thần kỳ mình còn hát được nữa. Giọng hát thánh thót của cô nàng thu hút các sinh vật dưới nước. Giờ Angela có thể nghe được chúng nữa. Gói lại bằng giấy mút nha. Thêm ống dẫn. Làm hai bình khí. Nối ống lại nào. Bình khí để lặn đã xong rồi. Cắt khuôn mặt ra nha. Gắn đầu nối. Chiếc mặt nạ và bộ bình khí giúp bạn có thể ở dưới nước lâu hơn. Thơm xuống dưới đáy biển tìm người mình yêu. Angela, em ấy đâu rồi ta? Oh, Tommy, sao anh có thể? Tình yêu của anh, làm anh lo quá đi. Tom, anh tìm được em rồi nè. Tất nhiên, mình sẽ ở bên nhau mãi mãi. Oh, trông em thật khác, có thêm đuôi nữa kìa. Mình ăn mừng vì đã gặp lại nhau đi. Vậy là cặp đôi ở dưới nước. Tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại mà. Lấy vòng nhẫn nha. Dán vô hạt cơm nè. Có hai chiếc. Dùng sơn bóng phủ lên nha. Thêm kim tuyến. Từng vỏ sò kích thước khác nhau. Có hai tia giả bên trong nè. Angela mong có em bé hả? Thơm vừa thư giãn vừa đọc sách. Có phiền anh không dạ? No. Em có bất ngờ này. Gì vậy em? Vỏ sò hả? Xem bên trong đi. Ok. Thêm một cái. Còn nữa hả? Wow. À, cái cuối rồi. Không thể tin được. Em có em bé hả? Là song sinh. Anh vui quá đi. Hạnh phúc của cặp đôi như là bất tận. Hộp LOL tròn nè. Lấy một nửa nha. Hình trái tim xinh xắn. Thêm đáy bằng giấy mút bên dưới. Cắt rìa ra nha. Dán thành hộp đập kẹo. Thêm các xúc tu lấp lánh. Đó là hộp đập kẹo thích hợp cho lễ tắm em bé. Tôi xin tuyên bố bữa tiệc cho biết giới tính em bé chính thức bắt đầu. Khách mời đem rất nhiều quà tới. Chúc mừng gia đình hạnh phúc nha. Khoảnh khắc thật tuyệt. Mình chụp hình lại đi. Và giờ là phần quan trọng nhất của bữa tiệc ngày hôm nay. Em bé sinh ra là hộp đập kẹo hình sứa đã sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Mình cùng xem nha. Kim tuyến trái tim vàng và hồng rơi ra. Là một bé trai và một bé gái. Còn gì tuyệt vời hơn? Mình chuẩn bị nguyên liệu nha. Vẽ phác thảo hình đuôi cá.
thêm kim và chỉ nữa. Mình may một búp bê nha. Tóc bằng chỉ. Vẽ khuôn mặt. Búp bê tiên cá. Đáng yêu quá đi. Thơm cùng Angela đăng ký khóa học dành cho ba mẹ. Cùng bắt đầu bài giảng đầu tiên. Làm lại theo cô nè. Ok. Như vậy hả? Ừ. Ồ không, chồng em đâu rồi? Thomas chơi trên thảm em bé. Giờ là bài học vấn tả. Dễ ẹt. Mình tự làm cũng được. Xong rồi. À, Tom. Sao vậy? À, hiểu rồi. Vậy mới đúng. Chắc vậy. Chính xác nha. Đặt em bé tiên cá nằm ngủ đi. Yeah, mình làm được. Chỉ sau vài bài tập, cặp đôi của chúng ta đã có thể làm ba mẹ đúng cách. Cắt bình nhựa ra nha. Quấn lại bằng vải dệt nè. Làm tấm đệm mềm. Những chiếc nơ xinh xắn. Hai bàn chân lông xù rủ xuống và đôi tay nữa. Chiếc giỏ dễ thương cho mèo con sơ sinh. Angela và Tom cùng mong chờ em bé. Em làm được mà em yêu. Chuẩn bị nha, đến lúc rồi. Khoan đã, anh có quà trước cho các con nè. Ô, dễ thương quá à. Anh đúng là người chồng chu đáo. Anh luôn bên em yêu à. Mèo con tiên cá vừa sinh ra. Hurry, mình làm ba rồi. Mình cần em bé nhỏ. Làm chiếc đuôi trắng. Tô đều màu nha. Mái tóc đỏ. Có đôi tay mèo nữa nè. Vẽ đôi mắt. Em bé nhỏ. Dùng sơn bóng trong suốt phủ lên đuôi. Ô, bé gái đáng yêu quá à. Gia đình nhỏ đã đi dã ngoại ở công viên trẻ em. Em có đem đủ đồ theo chưa? Ôi không, em quên nước với sữa rồi. Anh trông chừng con nha, em trở lại ngay. Mình được mà. Hai em bé năng động chơi rất vui. Chúng bò khắp nơi rồi bị vướng vô đám rong biển. Em bé còn cưỡi lên con cua và còn chơi xích đu nữa. Ôi trời, mẹ con trở lại ngay thôi. Em đem đủ hết rồi nè. Hai em bé thấy mẹ liền lập tức chạy trở về chỗ. Ồ, con yêu của mẹ có ngoan không nào? Đó sẽ luôn là bí mật nhỏ. Cắt que gỗ nha. Sơn lại màu ngọc lam. Treo trên sợi dây. Mèo rất thích bơi. Treo bóng lên nào. Đây sẽ là đồ chơi yêu thích của bọn trẻ trước khi đi ngủ. Ba mẹ ẵm em bé tới chơi. Các con cẩn thận nha. Ba mẹ sẽ trông chừng các con. Đúng là em bé nghịch ngợm mà. Chúng nhảy lên nô đùa đủ trò. Nghĩ cách đi mà anh. Anh có ý này nè. Xem anh vừa làm gì nè. Những quả bóng thu hút hai em nhỏ. Vậy là những bé mèo đã chịu nằm yên. Còn ba mẹ thì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Lấy một que gỗ. Sơn nó thành màu hồng và xanh nha. Cột dây ở hai đầu. Chuỗi hạt. Chú cá bằng bông. Bắt lấy cá, có to có nhỏ. Angela và Thơm dẫn các con tới nhà trẻ. Xin chào, chúng tôi đưa con tới. Không thành vấn đề, ở đây tụi em sẽ trông chừng chúng. Ngoan nha, mèo con của ba, các con cùng chơi đi. Các tiên cá nhỏ không thích chỗ này. Lâu đài thì nhỏ. Máy bay không cất cánh. Còn xe đạp thì không thể chạy trên mái nhà. Không được rồi. À, mình đã có cách. Wow, thú vị quá đi. Cái này có hiệu quả. Bọn trẻ nghịch ngợm chơi thật vui. Cô giáo thì luôn có cách để giữ được các em mà.
Wesley thấy mình ở dưới đáy biển và cô đã tìm thấy một người bạn. Chú rùa này trực tiếp đưa cô gái đến chỗ La Lelu. Lấy thân búp bê bị hỏng, làm đuôi bằng đất sét nhẹ nha. Rác hạt lấp lánh đen lên. Thử áo có cổ nha. Mặt trơ trơ đơ đơ. Ở dưới đáy biển, chị Tư biến thành nàng tiên cá. Cô ấy được chuyển đến học viện dưới nước Nevermore. Học nữa hả? Ôi không, mình muốn nghỉ ngơi sau mấy chuyện này cơ. Các em à, gặp bạn mới của chúng ta nào, Wesley Adam. Mình có một chỗ cho cậu nè. Không muốn. Tiết học bắt đầu rồi. Sao cậu lại cầm ô vậy? Bộ mưa hả? Nó là điều kỳ diệu và luôn ở bên mình. Ha, đồ lập dị. Lớp học bắt đầu bằng khiêu vũ tại học viện dưới nước Nevermore. Bắt đầu thôi nào. Hãy có một tâm trạng tốt cho cả ngày nhé. Cắt bỏ cánh tay đã hỏng. Làm đuôi với vây nào. Thêm họa tiết. Phối màu hoàn hảo. Làm nổi bật các đường nối lên. Thiên cũng đã làm chủ thế giới dưới nước đó nha. Tiếp tục bài học thôi nào. Đến bàn của chúng ta thôi. Hôm nay có một bài học khó. Làm tí phép thuật nha. Thú vị đó. Có một bàn tay ở phía trước các em. Nó không thể tồn tại dưới nước được. Nhưng chúng ta có thể thay đổi điều đó. Mình đã thấy nó ở đâu đó rồi. Hãy cho con cá mập vào quả bóng dưỡng khí. Nói thần chú. Và ấm ba la. Thiên đã có đuôi rồi nè. Cha, tuyệt quá. Bơi đi. Cậu đã chọn mình. Chúng ta làm bạn nha. Lấy một miếng da giả. Làm khung ba lô. Làm chốt từ ghim nha. Phụ kiện sành điệu này luôn đồng hành cùng chị Tư đó nha. Bé quạ nhỏ của mẹ. Đến lúc chuẩn bị đi học rồi. Không muốn đâu. Nó ồn ào quá à. Nhìn cái cặp đó xem. Ba lô này ngầu đấy hả? Nhưng đi học thì ghê nha. Thiên, cậu đi với mình chứ. Thiên khéo léo bò vào trong cặp. Mình sẽ xem trường này có gì khủng khiếp. Chúc may mắn. Tất cả học sinh đều ở ngoài hành lang. Này, cậu đã sẵn sàng để bị tra tấn nhiều hơn chưa? Cậu đang nói về cái gì vậy? Ba lô đang di chuyển kìa. Cậu có gì trong đó vậy? Xin chào người bạn nhỏ của mình đi. Wesley dần lớn lên. Loại bỏ lớp trang điểm cũ đi. Vẽ những vết bầm tím và tạo bóng. Tốt hơn rồi đó. Cắt ra các mẫu nha. Tà áo dài qua quần. May tay áo. Làm vây kép nha. Trang trí bằng họa tiết chấm bi. Cổ tay và cổ áo làm từ ren. Wesley nhất định sẽ tìm thứ gì đó khiến cậu ngạc nhiên. Hi. Chào mừng đến với cửa hàng âm nhạc. Mình không thích cái này. Không thích trống luôn. Guitar nghe thú vị đó. Xin chào, mình có thể giúp gì cho cậu? Mình đang tìm cái đàn cello á. Thú vị ghê. Chúng mình chỉ có một cây violon thôi. Cậu dùng được không? Còn guitar thì sao nào? Trông ngầu đó nha. Có chuyện gì vậy bé bọ cạp nhỏ của mẹ? Họ không có đàn cello, nhưng bass cũng không tệ. Tuyệt, chúng ta sẽ lấy nó. Chị Tư vui vẻ rồi kìa. Một chút bass sẽ làm rung chuyển ngôi trường nhàm chán này. Một chi tiết thú vị. Rút kim ra khỏi nút nha. Sơn lại màu xám. Vẽ mặt cười. Tu bít thần kỳ. Giờ thì vỏ của chúng mình được sơn rồi. Sửa lại tay cầm. Tất cả các dụng cụ cần thiết đều ở bên trong.
cậu không bao giờ biết khi nào chúng có ít. Thôi mình phải đi đây. Chuyển đến một quán cà phê ấm cúng nha. Cứ tự nhiên nha. Thức uống thơm ngon này sẽ giúp tinh thần sảng khoái hơn. Bây giờ cậu có thể thấy rất nhiều khách. Cho mình gợi ý về đồ uống đi. Chúng mình có thực đơn lớn. Espresso thì sao? Dòng cổ điển mãi đỉnh. Ừ, cảm ơn nha. Chính xác những gì mình cần nè. Cậu có ly cà phê ngon nhất. Wesley đến thăm Xavier. Xin chào Xavier. Mình cũng vậy nha. Máy pha cà phê bắt đầu bốc khói. Xin lỗi, hư máy cà phê mất tiêu rồi. Mình sửa được. Tôi biết trong túi của mình là có lý do cả. Né ra nào Xavier. Mọi thứ đang hoạt động lại. Làm ơn cho gấp đôi espresso nha. Chị Tư luôn có được những gì chị ấy muốn. Wesley ngày càng trưởng thành. Thêm lớp trang điểm mới. Điểm tóc của mình đâu? Kiểu tóc đơn giản. Tạo một bộ trang phục nha. Làm vây. Chiếc thắt lưng có dây nịt làm điểm nhấn cho eo. Gắn tay mèo lên trên nè. Wesley đơn giản là tuyệt vời. Tới giờ đọc sách rồi. Giúp mình với. Tụi mình không có đủ thành viên trong cuộc thi. Ừ không, mình không mặc cái đó đâu mà. Làm số 13 nha. Rồi rồi. Wesley hóa trang thành con mèo. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Chúc may mắn nha, mình tin vào bạn. Này, chạy hết tốc lực đi. Khán giả rất hào hứng. Wesley đánh bại Bianca. Chiếc cúp thuộc về đội mèo. Hoan hô. Chúc mừng các cô gái đã trở lại đỉnh cao. Lấy nhựa đen nha. Cắt bỏ nếp đi. Làm hộp đen nè. Để nhẫn ở trên nha. Phủ một lớp sơn bóng lên chiếc mũ. Ồ, quả cầu ma thuật. Vật dụng quen thuộc này của phù thủy thật sự. Quả cầu này có thể dễ dàng thay thế một chiếc điện thoại thông thường. Wesley đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Mình nhớ con gái quá. Sử dụng quả cầu ma thuật của mình thôi nào. Cái gì? Bận rồi. Được rồi, mình sẽ nói chuyện với mẹ. Mình mệt mỏi với sự kiểm soát này rồi. Mình cần sự riêng tư. Chúng ta cần một diện mạo mới. Lấy số đo nào. Vải đen nè. Chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Bộ đồ thanh lịch. Thiên mang vào một đoạn vải. Sự bổ sung hoàn hảo. Một con quái vật. Vải thuyền kết lại thành những đường diềm xếp nếp. Đổi màu nào. Đôi khi cũng đáng để mạo hiểm. Nhưng không phải hôm nay. Tóc nâu đen đẹp hơn. Vũ hội sắp diễn ra. Thật là một bộ trang phục kín đáo và đẹp đẽ. Cậu có muốn mặc thử không nào? Có. Mình nghĩ nó hoàn toàn phù hợp. Mình sẽ lấy nó. Học sinh đã vào hội trường rồi. Wesley vẫn chưa đến. Và con nàng đây rồi. Wow, đẹp quá đi. Đốt cháy sàn nhảy nhàm chán này thôi nào. Điệu nhảy đặc trưng của cô ấy đã gây ấn tượng với mọi người. Cậu học cái đó ở đâu vậy? Mình còn rất nhiều bí mật lắm. Nhiều năm trôi qua, Wesley trở thành một bà lão. Chải tóc cho bà ấy thôi nào. Điểm vài cọng tóc bạc. Tạo bóng và nếp nhăn nha. Sơn môi tối màu như mọi khi. Làm một cái đuôi từ kim sa. Thêm ngọc trai làm điểm nhấn. Biến này thành cây gậy. Túi xách cổ điển. Wesley có hương vị hoàn hảo. Wesley và Xavier đã ở bên nhau cả đời. Một buổi biểu diễn tuyệt vời trong nhà hát. Để anh giúp em nha. Cảm ơn, anh đúng là một quý ông đích thực mà. Ồ, quên mất cây gậy rồi. Không sao đâu, anh sẽ đặt nó lại. Hai vợ chồng sưởi ấm bên lò sưởi.
đã đến lúc lật lại album cũ rồi. Anh đã gặp em khi còn trẻ. Chúng ta trông thật ngu ngốc mà. Nhưng họ mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau. Chuẩn bị hai chiếc vỏ sò. Sơn một chiếc màu cam và một chiếc màu xanh nha. Cẩn thận đặt một vài quả trứng vào. Vậy là các em bé sắp vào đời rồi đó. Chúng sẽ trông như thế nào nhỉ? Olaf đang chăm mấy quả trứng. Những đứa trẻ sắp vào đời rồi. Đã đến lúc gửi chúng vào lồng ấp. Thú vị ghê. Đây là gì vậy nhỉ? Ồ, dễ thương quá. Bơi đi nào. Trông thú vị quá. Mình giúp cậu nha Olaf. Có vẻ đến lúc rồi đó. Nhưng chú cá kỳ lạ sắp ra đời. Xem nào. Nàng tiên cá nhỏ Elsa và Anna. Chào mừng đến với thế giới dưới nước tuyệt đẹp. Sử dụng móc treo nha. Uốn thành khung như thế này. Trang trí với một ít san hô. Làm cho cây xanh trở nên sáng lấp lánh. Đẹp tuyệt vời. Còn thiếu đầu giường nữa. Gắn chúng vào nôi. Và dùng nệm làm gối nằm nha. Treo nôi lên nữa là xong. Đảm bảo sẽ có những giấc ngủ ngon. Anna và Elsa đang ngủ ngon lành trong nôi. Khẽ thôi. Ôi không, mình đánh thức bọn trẻ rồi, làm sao bây giờ? Được rồi, cho bọn trẻ uống sữa thôi. Sữa ấm là tốt nhất. Ngày sữa, ngày xưa. Chưa ngủ nữa hả? Hai chiếc nôi cần được đung đưa cùng lúc. Chúng đã ngủ lại rồi. Mình phải đi thôi trước khi chúng thức dậy lần nữa. Em búp bê cũ này sẽ có ích. Tóc dài hợp với cô bé ghê. Gắn thêm bay vải Twin. Elsa đáng yêu lớn hơn một chút rồi nè. Hai chị em đang đi tìm kho báu. Chúng ta đến chỗ hang động đi. Một cái chai nè. Bên trong là bản đồ. Chắc là ở đâu đó quanh đây thôi. Nhìn kìa, một chiếc gương. Yeah, các cô gái đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Elsa. Chúc mừng sinh nhật Elsa. Chúc mừng sinh nhật, quà cho cậu nè. Bất ngờ này tuyệt vời ghê. Sử dụng vỏ sò nha. Nối chúng vào với nhau. Cắt vài miếng băng cá nhân. Và dụng cụ sơ cứu luôn trong tầm tay. Olaf đang đi dọc dưới đáy biển. Mắc kẹt rồi. Người mình toàn là gai nhím. Giúp mình với. Mình sẽ đi lấy bộ dụng cụ sơ cứu. Mình sẽ lấy gai nhím ra. Dán băng cá nhân. Vết thương sẽ sớm lành thôi. Vết thương chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Bộ tóc mới đầy quyến rũ của Lalilu. Sơn màu xanh lá cây. Đính thêm đá hình trái tim. Tuyệt vời. Vải thiên siêu nhẹ. Vậy là có một cặp vây rồi nè. Anna lớn lên thành cô thiếu nữ dũng cảm và ham học hỏi. Đáy biển là nơi ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Hai chị em chèo thuyền khám phá ngôi nhà dưới nước của gia đình Adam. Nơi này rùng rợn quá à. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Tiếng ồn gì thế? Những vị khách không mời sao? Bắt lấy chúng bộ xương. Ước. Em sẽ quay lại ngay Elsa.
được rồi, hãy tự kiểm điểm lại đi. Ngay khi Morticia rời đi, Anna bơi đến chỗ chị gái Elsa. Cha, xin chào, cậu là ai? Mình là Wesley, cậu có thể giúp mình cứu chị gái được không? Mẹ hay giấu chìa khóa trong nồi hơi ma thuật. Elsa, hoan hô! Các cô gái sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau. Lấy một ít vỏ sò thơm thơm, sơn màu lên nha. Thêm các màu sắc khác nhau vào. Các chiếc vỏ lấp lánh ra nha. Và thế là đã có một chiếc gương xinh đẹp. Bảng màu tươi sáng và chiếc cọ mềm mại. Bảng màu hoàn hảo cho phong cách trang điểm sáng tạo. Một ngày nọ ở trường học người cá. Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Chào mọi người, mình là Jack. Ô, anh chàng dễ thương quá. Ồ, lo quá đi. Để anh giúp cho em nha. Cảm ơn nha, thật ngại quá. Elsa tràn đầy hứng khởi trở về nhà. Không thể tin được, mình được mời đi hẹn hò nè. Nên make up không nhỉ? Thử xem sao. Mặt chị bị sao vậy Elsa? Cha, không ổn rồi. Để em giúp cho chị nha. Anna thật sự đã làm rất tốt. Dạ, em trông tuyệt quá à. Cảm ơn nha. Nhiều năm sau, Elsa đã trưởng thành. Cô nàng cần có một chiếc đuôi mới. Cắt thành hình chiếc vây. Một chiếc đuôi hoàn hảo. Thêm một chiếc thắt lưng sáng bóng. Wow. Cuối cùng là vỏ sò. Đeo dây chuyền hình trái tim lên cổ. Elsa đã lọt vào mắt xanh của tất cả các sinh vật biển. Anna và Elsa là những nhà hoạt động bảo vệ môi trường. Nhiều rác quá đi, đến lúc dọn sạch rồi. Em có một chiếc túi nè. Hai chị em cùng dọn sạch đáy biển. Anna nhìn nè, chú cá này đang gặp rắc rối. Họ đã xả những thứ đáng sợ ra biển. Xong rồi, nghỉ ngơi thôi nào. Con thích du lịch ở đằng kia kìa. Nè, đừng xả rác bừa bãi. Chúng ta phải chung tay bảo vệ môi trường. Lấy một chiếc hộp nhựa nha. Sửa lại một chút. Sơn với màu xanh. Thêm vào ống kính và các nút nhấn. Gắn máy ảnh vào một sợi dây. Máy ảnh chống thấm nước cho phép chụp ảnh ngay cả khi ở dưới nước. Công ty du lịch sẵn sàng cung cấp lựa chọn tốt nhất đối với các chuyến du lịch. Đây là các du khách. Xin chào, mình có thể giúp gì cho bạn? Chúng mình muốn đi du lịch. Chúng mình có thể mang đến những chuyến du lịch khó quên. Chúng mình chọn Paris. Đi thôi nào. Cha, tháp Eiffel kìa. Thật là hùng vĩ. Cha, là bọ rùa đó. Chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau không? Cha, có cả thích kỳ nữa nè. Những nàng công chúa đã chụp rất nhiều ảnh. Đúng là cuộc gặp gỡ với người nổi tiếng tuyệt vời. Lấy một mảnh nhựa. Cắt ra nha. Tuyệt vời. Nhiều hạt ghê nè. Được đó. Gắn vào giá đỡ nha. Trang trí micro thật lộng lẫy. Chúng mình đã sẵn sàng thưởng thức buổi biểu diễn. Kính thưa quý vị. À, mình thấy hồi hộp trước buổi diễn. Xin giới thiệu với các bạn một ngôi sao đang lên. Elsa. Được rồi. Chào mọi người. Mình xin trình bày bài hát Ngọc Trai Sang Hô. Mình đúng là kẻ thua cuộc. Không sao đâu chị yêu, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà. Nào cùng nhau cố gắng nha. Elsa nhận được sự cổ vũ từ em gái. Hoan hô, vỗ tay. Chúc mừng nha. Bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được giải thưởng lớn.